yêu cao người và xong rồi là để cho mọi người là giết mà ok chị xin cảm ơn những tình cảm của tất cả các anh các chị đã dành cho các nghệ sĩ trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho các đường anh đường chị xin được cảm tạ đến những tấm lòng của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một mùa xuân mới, một ngày đi lễ Phật được nhiều may mắn, an nhiên và hạnh phúc. Và để trở lại với chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của chị Hai Quan Họ Thu Huyền. Xin mời. Thấy đỏ là đây ạ. Ok. Tấm lòng của tất cả các bác, các chị đã dành cho để làm điều trị trong buổi chiều.